Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Chủ Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức giữa Trung Quốc và Philippines. Thì trong tuần đã có những vụ va chạm xung đột giữa tàu hải cảnh Trung Quốc dùng vòi rồng xịt nước ngăn cản các tàu hậu cần của bên phía chính phủ Philippines để tiếp tế cho con tàu Sierra Madres. Và trên màn hình thì quý vị thấy đây là con tàu Sierra Madres. Thì con tàu này vào năm 1999 thì phía Philippines đã sử dụng nó để ủi bãi lên cái bãi gọi là Second Thomas Shoal, hay còn gọi là bãi cỏ mây của Việt Nam, để chiếm và đóng dấu coi như đây là một cột mốc chủ quyền của Philippines. Thưa quý vị, chúng ta cũng biết là đã có những nhà giàn DK của Việt Nam thì được đóng lên các bãi, các rạn san hô nửa nổi nửa chìm để làm cột mốc chủ quyền. Thì phía Philippines đã dùng một con tàu cũ ủi bãi lên cái rạn san hô này và mắc cạn từ đó tới nay. Thì hiện nay có 9 lính thủy quân lục chiến của Philippines sinh sống trên cái con tàu cũ kỹ này. Thì có thể nói là lịch sử của con tàu này là từ hải quân của Hoa Kỳ, họ đóng chiếc tàu này và đặt tên là Hannett County vào năm 1940. Đây là cái con tàu có nhiệm vụ vận chuyển các trang thiết bị, chẳng hạn như là xe thiết giáp, xe tăng để mà tham gia vào các cuộc chiến, chẳng hạn như Thế chiến thứ hai. Thì có thể nói là trên màn hình quý vị thấy thậm chí là trên bon tàu còn có thể có bãi đáp trực thăng. Thì đây là cái thời huy hoàng của chiếc tàu này. Thì chiếc tàu này hoạt động trên rất nhiều vùng biển, kể cả tham chiến tại Việt Nam cho đến năm 1970 thì được loại biên và kéo về căn cứ ở đảo Guam. Sau đó thì phía chính phủ Hoa Kỳ đã bàn giao và tặng lại chiếc tàu cũ này cho Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, và phía Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã đổi tên thành ra hải vận hạm Mỹ Tho HQ-800. Và cho đến tháng 4 năm 1975 thì chiếc hải vận hạm này đã cùng với một hải đoàn 32 tàu chiến lớn khác của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa chở theo một số sĩ quan, một số gia đình binh sĩ cùng các thân nhân của họ để mà rời khỏi vùng biển Việt Nam ra nước ngoài và đến vùng biển Vịnh Subic của Philippines. Thì đã có lễ hạ cờ và bàn giao những chiếc tàu chiến này cho chính quyền Philippines. Và đến ngày 5 tây tháng 5 năm 1975 thì Philippines đã đổi tên thành ra là chiếc hải vận hạm Sierra Madres với số hiệu là 57, như quý vị thấy trên màn hình. Thì có thể nói chiếc tàu này đã mắc cạn một cách cố ý lên cái bãi rạn san hô này từ năm 1999, và phía Philippines tuyên bố chủ quyền dựa vào cái thực thể của chiếc tàu này đã neo đậu ở cái vùng rạn san hô Second Thomas Shoal này, và tên tiếng Việt là bãi cỏ mây thuộc vùng biển Trường Sa của Việt Nam. Thưa quý vị, thì sau cùng thì các tàu hậu cần của Philippines cũng thoát được tàu hải cảnh của Trung Quốc. Và quý vị thấy trên màn hình hai vòng tròn đỏ là hai chiếc tàu hậu cần của Philippines đã tiếp cận được tàu Sierra Madres để mà tiếp tế cho
chính thủy quân lục chiến đang đóng ở trên chiếc tàu hàng rỉ xét này. Từ phía Philippines nói rằng là họ sẽ tân trang tu bổ chiếc tàu cũ này ngày càng tốt hơn, và phía Trung Quốc thì cuối cùng đã rút lui và coi như là không có gì xảy ra. Thưa quý vị, phía Trung Quốc tuyên bố là đã có những sự va chạm và cuối cùng thì vẫn coi Philippines là quan hệ hữu nghị bạn bè, nói chung là một cách trơ tráo, nghĩa là quấy phá rồi không được thì tuyên bố là coi như bình thường, mọi chuyện coi như không có gì xảy ra. Thưa quý vị, thì phía Philippines cũng đã phản đối quyết liệt và họ cuối cùng thì cũng đã đạt được mục đích là vận chuyển hậu cần tiếp tế cho chính thủy quân lục chiến tại cái Second Thomas Shore này, hay bãi cỏ mây này. Thưa quý vị, thì có thể nói rằng với sự cương quyết của chính quyền Philippines đã khiến cho Trung Quốc nhường bước, vì họ đang sợ làm lớn chuyện, thưa quý vị, sẽ hỏng việc. Hiện nay thì Trung Quốc đang vận động để mà có thể có tuyên bố chung về ứng xử Biển Đông trong một hai năm tới, và đang có một sự vận động hành lang để mà tuân thủ cái gọi là hiến chương xanh ở vùng Biển Đông. Thì dựa vào hiến chương xanh, các nước có thể là có những biện pháp ôn hòa hơn, hòa bình hơn, để dần tiến tới những cái thỏa thuận về quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.